Theo các bạn thì các tiêu chí nào làm nên một chiếc Ultrabook đáng tiền nhất trong tầm giá 21 triệu? Các bạn hãy chậm lại vài giây để lại ý kiến dưới phần comment nhé. Còn với mình, tiêu chí số 1 phải là về thiết kế. Thì em nó phải mỏng nhẹ nhưng vẫn phải cứng cáp, build phải ngon, mở được bằng một tay thì càng tốt. Rồi, mở cái là máy unlock bằng Windows Hello, siêu nhanh, siêu nhạy luôn. Bên đó, build ngon thì gõ phím nó sẽ đầm, mặt C không lún nha, bản lề không rung rinh nha. Tiếp tục, em nó phải có vẻ ngoài ưa nhìn, sáng sủa, thanh lịch và cao cấp, đẹp để nhìn, để ngắm. Xong, vẫn phải đảm bảo công năng sử dụng, hệ thống gói nối phải đầy đủ thì xài nó mới đã. Tiêu chí thứ hai, hiệu năng mạnh mẽ để các bạn mua máy và xài vô tư 4 đến 5 năm nữa. Thứ ba, RAM về tối thiểu là 16GB và SSD lưu trữ thoải mái, lý tưởng nhất là 512GB. Thứ tư, thời lượng pin phải trên 6 tiếng trở lên. Và cuối cùng và cũng không kém phần quan trọng, đó là về màn hình. Màn hình em nó phải sáng, phải hiển thị màu sắc đẹp tuyệt vời, công nghệ đỉnh cao, đẳng cấp, sắc nét mượt mà, phủ màu gần như tuyệt đối, không thể nào mà chê được. Rồi, hết cả hơi. Thì đây, chiếc HP Pavilion Plus 14 này hoàn toàn thỏa mãn được mọi tiêu chí mà mình đặt ra trong chiếc Ultrabook văn phòng tiêu biểu trong tầm giá 21 triệu. Ok, sau đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn kỹ hơn về em nó nhé. Đầu tiên, phải nói về một cái phần mà khiến mình cảm thấy hứng thú nhất về chiếc máy này, đó là về màn hình. Thì phiên bản mình đã có đây sở hữu tấm nền phủ gương 14 inch OLED cho ra độ tương phản cực kỳ cao, độ phủ màu 100% sRGB và gần như tuyệt đối ở những giải màu khác. Bên cạnh đó, tấm nền này có độ phân giải là 2.8K, cụ thể là 2880x1800. Trên một tấm nền 14 inch thì mật độ điểm ảnh như này là rất cao, hình ảnh cực kỳ sắc nét. Và như mình đã nói trên, tấm nền này không chỉ đẹp mà còn rất mượt mà với tần số quét 120Hz đi kèm với tính năng Dynamic Refresh Rate, tự động điều chỉnh tần số quét màn hình dựa trên tác vụ sử dụng của các bạn. Thì bây giờ, màn hình không chỉ mượt mà còn rất tối ưu về tiêu thụ điện năng. Chưa hết, với độ sáng hơn 400 nits một chút thì bạn có thể tự tin cầm chiếc máy này ra cà phê làm việc những hôm nắng đẹp nhé. Khả năng hiển thị hình ảnh và màu sắc của chiếc HP Pavilion này vẫn ở mức tốt. Rồi, như ưu điểm là thế, vậy thì những hạn chế của tấm nền này là gì? Đầu tiên thì em nó không có tính năng cảm ứng. Và thứ hai là khả năng chống chói của tấm nền này chỉ ở mức khá mà thôi. Như các bạn thấy, đây, mình nghiêng đi này. Đó. Và cuối cùng, độ sai lệch về màu sắc đen te trung bình mà mình đo đạt được nằm ở mức 1.46. Nó chỉ vừa đủ để các bạn thực hiện các tác vụ đồ họa từ nghiệp dư tới bán chuyên mà thôi. Tiếp theo, về thiết kế màn hình thì các bạn thấy viền hai bên mỏng này, rất mỏng ấy chứ. Cạnh trên và dưới thì dày hơn, chiếu webcam 5MP chất lượng tốt, đầy đủ các tính năng AI. Tóm lại, cơ bản thì thiết kế màn hình như này là đủ đẹp, đủ tối giản, nhìn chung khá là vừa mắt. Xong, các bạn có thể thấy chất liệu viền màn hình vẫn chỉ là nhựa thôi. Giá như làm bằng kính thì sẽ tạo chúng ta cảm giác cao cấp hơn. Tuy nhiên, nhựa thì lại có ưu điểm của nó là sạch và sẽ bền theo năm tháng. Điểm tiếp theo mình muốn nói đến là về bàn phím và touchpad của chiếc máy này. Thì thú thật, mình phải thừa nhận rằng bàn phím của những chiếc laptop văn phòng HP ngày nay phải nói là khó có điểm gì để mà chê được. Layout không thể học, cách sắp xếp các ký tự cực kỳ quen thuộc, giúp bạn gõ phím chính xác. Ngoài ra, nó còn bổ sung hàng phím Home, Page Up, Page Down, rất là hữu ích cho bạn làm văn phòng nhé. Bấm vào để mà thao tác điều hướng lên xuống trang Word cực kỳ nhanh và rất là tiện. Bên đó thì mình đánh giá cao cảm giác gõ tới từ hệ thống bàn phím này, hành trình phím tốt, cảm giác nhấn phím êm mượt, phản hồi nhanh, độ nảy tác động lực rất nhẹ lên đầu ngón tay. Thành ra các bạn gõ phím thoải mái 4 đến 5 tiếng liên tục trên hệ thống bàn phím này vẫn cảm thấy rất là bình thường, không hề bị mỏi tay một chút nào cả. Và HP cũng trang bị đèn nền bàn phím để hỗ trợ các bạn làm việc hiệu quả trong điều kiện môi trường thiếu sáng. Tiếp theo là về touchpad đi, thì riêng cái thiết kế này thôi mình cũng đã rất yêu rồi. Nó được bố cục ở chính giữa, không gian sử dụng to rộng, lại được nhấn nhá bằng đường diamond cut chạy quanh viền, khiến cho cái touchpad này trông rất cao cấp. Còn về trải nghiệm sử dụng thì dẫu rằng đây vẫn chỉ là touchpad phủ nhựa nhám, chứ chưa phải là phủ kính. Và đây chỉ là touchpad truyền thống chứ chưa phải là cảm ứng lực. Xong, điều này lại vô cùng hợp lý, bởi vì để tối ưu giá thành sản phẩm thì các hãng cũng toàn làm thế cả thôi. Quan trọng là đây, cái trải nghiệm sử dụng thì em nó vẫn rất là mượt mà, nhanh, nhạy và chính xác. Thứ ba là về hiệu năng, thì phiên bản HP Pavilion mình đã có đây sở hữu CPU AMD Ryzen 7 7840U và các đồ họa onboard Radeon 780M cho ra kết quả trong bài test Cbench Ryzen 3 và Ryzen 4 cực kỳ tốt, đảm bảo các bạn sử dụng văn phòng mượt mà trong 4 đến 5 năm nữa. Thì trong quá trình mình trải nghiệm chiếc máy này, mình gõ kịch bản video này, mình có YouTube, research thông tin trên cốc cốc, mình có edit cấp cắt và đá FIFA nhẹ nhàng, thì chiếc máy này luôn thể hiện rõ sự mượt mà và ổn định. Và vẫn phải nói lại rằng là cái sự mượt này kết hợp với màn hình OLED đẹp và sắc nét lại còn 120Hz nữa, thì độ mượt của nó là phải gọi là tăng gấp đôi.
Bên đó, với đúng những tác vụ sử dụng mà mình đề cập ở trên, thì quả pin có dung lượng 68 mAh của chiếc máy này trụ được hơn 6 tiếng mình on screen liên tục. Và với mình, thời lượng sử dụng pin như này là không quá xuất sắc đâu, nhưng mà đủ ổn để các bạn làm văn phòng, nghỉ trưa các bạn cắm sạc khoảng 30 phút đến 1 tiếng thì các bạn có thể dùng chiếc máy này thoải mái cả ngày dài. Dùng chuẽ kể cả tăng ca đến 7-8 giờ tối thì nó cũng chưa hết pin. Rồi, tóm lại chiếc Pavilion 14 Plus này được HP tối ưu rất rất tốt cho người dùng văn phòng, chứ không phải bất kỳ một ngành nghề nào khác. Tại sao mình nói như vậy? Bởi như các bạn thấy đó, từ thiết kế bàn phím bổ sung hàng phím Home Pad Up Pad Down, vậy thông cơ nối cũng cắt đi đồ đọc thẻ nhớ luôn. Thì đây chính xác là một chiếc Ultrabook mà người dùng văn phòng cần, kiểu như là hàng thử riêng luôn vậy. Và nếu xem đến phần này các bạn đã bắt đầu yêu thích chiếc HP Pavilion 14 Plus này rồi thì hãy ghé thăm đường link mình đính kèm phần mô tả và bình luận của video để cập nhật giá bán mới nhất và chính xác nhất của em nó nhé. Và tất nhiên, đặc quyền của tất cả những người xem kênh YouTube ThinkPro là các bạn sẽ được nhận những cái đánh giá, những cái chia sẻ sâu sát nhất và chi tiết nhất. Thì trong video tiếp theo, mình sẽ so sánh chiếc máy này với một phiên bản chạy CPU Intel mạnh hơn, đắt hơn 1 triệu, nhưng bản đó lại không có màn hình OLED. Thì mình sẽ đặt chúng cạnh nhau, tiếp tục mổ xẻ kỹ hơn về nội thất, khả năng nâng cấp, nhiệt độ và lo ngoài của chiếc HP Pavilion 14 Plus này. Nên nếu các bạn tiện tay thì có thể nhấn vào nút subscribe để không bỏ lỡ video đó nhé. Và cũng là để ủng hộ cho kênh YouTube của ThinkPro chúng mình sớm đạt được mốc là 50.000 người theo dõi nữa. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Ok, bye for now.